em là một con Iguana Superman. Sở thích của em là ăn nho mú và các loại trái cây như chuối, bơm, lê, no, chẳng hạn. Em được 1 năm tuổi rồi và em đang rất sung. Thấy không? Nhìn tới em không? Đẹp trai với gì? Body trắng luôn á. Rất đẹp. Ý. Hình như là em đã thấy được một con Iguana giả màu cam xấu quá. Xấu hơn em nhiều. Nhìn em đi, đẹp trai, đẹp te. Em được 1 năm tuổi rồi đó.